Việc thay tên đổi họ trong lịch sử nước Việt đã xảy ra nhiều lần do hệ lụy từ những biến cố của các triều đại, hoạn nạn của các dòng tộc của làng xã. Và đây là 3 lần đổi họ gây chấn động lịch sử Việt Nam. Đầu tiên là họ Lý đổi sang họ Nguyễn. Đầu năm 1226, Trần Thủ Độ tổ chức đảo chính lật đổ nhà Lý, đưa Trần Cảnh lên ngôi, tức là Trần Thái Tông, sau khi cưới Lý Triệu Hoàng và lập ra nhà Trần. Để củng cố nhà Trần, Trần Thủ Độ đã tìm cách tiêu diệt tất cả con cháu nhà Lý. Việc đầu tiên là Trần Thủ Độ bức tử Thượng Hoàng Lý Huệ Tông. Trần Thủ Độ ra lệnh đem gả các cung nhân và con gái họ Lý cho các tù trưởng bộ tổng ít người tại các vùng xa xôi. Tháng 4 năm 1232, nhân việc ban chữ húy về tiên tổ họ Trần, ông nội của Trần Thái Tông là Trần Lý nên Trần Thủ Độ lại đưa ra biện pháp quyết liệt là buộc con cháu họ Lý phải đổi thành họ Nguyễn. Gần cuối năm này, tôn thất nhà Lý tập trung làm lễ tế tổ tiên ở thôn Thái Đường, xã Hoa Lâm, nay thuộc Bắc Ninh. Khi con cháu nhà Lý tập trung hành lễ, Trần Thủ Độ đã ra lệnh chôn sống hết con cháu nhà Lý để dứt điểm một vấn đề làm cho Trần Thủ Độ lo lắng bấy lâu nay. Sau cuộc thanh trừng khủng khiếp này, con cháu nhà Lý không còn dám về Bắc Ninh làm lễ tế hàng năm và họ thay tên đổi họ sống lẩn khuất trong dân gian để tránh bị tiêu diệt. Đặc biệt là hoàng tử Lý Long Tường, con trai thứ của Lý Anh Tông đã bỏ nước ra đi vào năm 1226, cùng đoàn tùy tùng khoảng 40 người vượt biên sang lập nghiệp ở Triều Tiên hay là Cao Ly thời đó. 800 năm sau, con cháu của hoàng tử này đã trở về Việt Nam thăm lại đất tổ. Một câu hỏi cần được đặt ra là tại sao triều đình nhà Trần buộc họ Lý đổi thành họ Nguyễn mà không phải là họ khác? Điều này rất khó trả lời vì không có tài liệu cụ thể. Chỉ biết được rằng họ Nguyễn là một dòng họ ít người bên Trung Hoa và ngược lại, họ Nguyễn có nhiều và có sớm ở nước ta. Phải chăng Trần Thủ Độ muốn họ Lý hòa lẫn với số đông người Việt rải rác khắp cả nước? Nhưng rồi dòng họ Trần cũng không thể chống lại một biến cố đổi họ. Điều này thì liên quan đến nhà Hậu Lê. Để quân Minh nhanh chóng rút về nước, cuối năm 1427, Lê Lợi đã chấp nhận giải pháp hòa bình trong danh dự cho cả hai bên. Trước đây quân Minh xâm lăng nước ta dưới chiêu bài phu Trần diệt Hồ. Nay, Lê Lợi đồng ý đưa Trần Cảo lên ngôi, xem như quân Minh viễn chinh đã đạt được mục đích ban đầu là đưa người họ Trần trở lại ngôi báu, nay rút về nước trong vinh quang. Sau khi quân Minh về nước, Trần Cảo biết mình thân phận nhỏ yếu, bỏ trốn về Châu Ngọc Ma, thuộc Nghệ An bây giờ, nhưng lại bị bắt và uống thuốc độc chết. Lê Lợi lên ngôi vua, tức Lê Thái Tổ. Lê Thái Tổ được nước không do một cuộc đảo chính cung đình, mà do công lao chiến đấu của chính ông và gia đình cùng những người đồng đội, nên ông ít có thái độ kỳ thị với họ Trần và là họ cầm quyền trước đó. Ông có một sách lược rất khôn khéo là ban quốc tính rộng rãi cho các công thần. Ngay khi vừa lên ngôi năm 1428, Lê Thái Tổ ra sắc chỉ cho ghi chép công trạng những người đã theo vua khởi nghĩa, ban chức tước và quốc tính, tức là họ của nhà vua, cho tổng cộng 221 người. Đây là đợt ban quốc tính nhiều nhất trong lịch sử nước ta. Về sau, vua Tự Đức nhà Nguyễn đã nhận xét như thế này: cho quốc tính nhiều quá như thế thì nhảm lắm. Việc này của Lê Lợi, Lê Thái Tổ bề ngoài xem là một đặc ân, nhưng thực sự là một thủ đoạn chính trị buộc các công thần bằng cách đồng hóa các quan và họ vua để họ dễ dàng kiểm soát tránh hậu họa. Lê Thái Tổ là một người rất đa nghi. Những công thần đã cùng ông dày công đóng góp cho công cuộc giải phóng đất nước mà có bất kỳ một biểu hiện nào khả nghi thì tức thì bị Lê Thái Tổ tiêu diệt ngay. Nạn nhân đầu tiên là Lê Hãn, tức là Trần Nguyên Hãn. Trần Nguyên Hãn dòng dõi của Trần Nguyên Đán, lập nhiều chiến công thời Kháng Minh, được phong chức hữu tướng quốc và họ Lê vào năm 1428, sau khi Lê Thái Tổ cầm quyền. Lê Hãn cho rằng, nhà vua có tướng như Việt Vương Câu Tiễn không thể cùng hưởng yên vui sung sướng được, nên ông đã bắt chiếc Trương Lương, xin rút lui về dưỡng hưu. Cây bốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lê Hãn về với ấp Sơn Đông, tức là Sơn Tây ngày nay, hưu dưỡng, nhưng ông vẫn bị gièm pha là toan làm phản. Lê Thái Tổ ra lệnh cho người đến bắt. Khi thuyền gần đến bến sông, Lê Hãn đã tự trầm mình qua đời. Dĩ nhiên, việc trầm mình này cũng là một dấu hỏi lớn không bao giờ được trả lời. Ngoài ra, có rất nhiều danh tướng có công khác cũng không thoát khỏi số phận như vậy. Về sau, Lê Thánh Tông lên ngôi, được sử sách đánh giá là một vị minh quân, nhưng lại đi vào vết xe đổ của nhà Trần. Vừa cầm quyền được 2 tháng, Lê Thánh Tông hạ chiếu ra lệnh đổi tên những họ nào phạm vào chữ húy của cung từ Hoàng Thái Hậu. Bà này tên húy là Phạm Ngọc Trần, vợ của Lê Thái Tổ, mẹ của Lê Thái Tông, tức là bà nội của Lê Thánh Tông. Nhà vua cho rằng
Bà nội của mình tên là Trần, thế nên trong dân gian, nơi nào có họ Trần thì phải đổi thành họ Trình. Tại sao các đời trước không kỵ húy mà đến vua Lê Thánh Tông thì lại kỵ húy? Phải chăng sau những biến động của triều đình, kể từ khi Lê Thái Tông chết bất đắc kỳ tử vào năm 1442 và Lê Nhân Tông bị Lê Nghi Dân lật đổ và bắt giết vào năm 1459, Lê Thánh Tông đã dùng cách kỵ húy để tách ảnh hưởng của họ Trần hoặc để ngầm đe dọa con cháu họ Trần đừng kiếm cách lợi dụng tình hình để mà phục hồi lại triều đình cũ? Dẫu sao, Lê Thánh Tông chưa đi đến chỗ quyết liệt như Trần Thủ Độ, nghĩa là Lê Thánh Tông vẫn chưa tận diệt họ Trần và để cho những người họ Trần giữ những chức quan nhỏ không có ảnh hưởng nhiều. Biến cố đổi họ thứ ba cũng rất lớn trong lịch sử Việt Nam, đó là họ Mạc đổi thành 40 họ khác nhau. Mạc Đăng Dung thuộc dòng dõi Mạc Đĩnh Chi, đỗ cử nhân võ và làm đô chỉ huy sứ năm 1508. Nhờ thời thế dần được các vua nhà Lê tin dùng, quyền hành ngày càng lớn, Mạc Đăng Dung lấn ép vua Lê và cuối cùng tiến hành đảo chính lật đổ vua Lê, tự mình lên ngôi, tức là Mạc Thái Tổ lập ra nhà Mạc. Về sau, triều đại này chấm dứt khi Mạc Mậu Hợp lập con trai là Mạc Toàn lên ngôi, bị quân đội Lê Trịnh do Trịnh Tùng chỉ huy đánh bại vào cuối năm 1592. Mạc Mậu Hợp bị truy đuổi gắt gao, phải xuống tóc giả làm nhà sư mà trốn trong chùa, nhưng rồi cũng phải ra hàng. Trịnh Tùng đã cho treo sống 3 ngày rồi mới xử trảm, lấy đinh đóng vào hai mắt, sau đó đem thủ cấp về dâng nộp vua Lê, khiến ai nấy đều kinh hãi. Trong một ngày, hơn 60 người họ Mạc bị thảm sát, thây phơi đầy đồng. Nhiều thân vương chịu không nổi không khí khủng bố nặng nề đã tự sát hoặc giấy binh tạo phản. Tình cảnh họ Mạc lúc ấy thật vô cùng bi đát, tưởng không tìm được lối thoát. Con cháu họ Mạc lánh nạn khắp nơi, mai danh ẩn tích sống qua ngày. Nhưng chúa Trịnh vẫn không buông tha, cuộc truy sát vẫn không hề chấm dứt. Làng cổ trai của họ Mạc gần như bị san phẳng. Một số người trốn thoát thì lánh nạn lên Cao Bằng, một số chạy vào Thanh Hóa, Nghệ An ẩn trốn, và một số thì vào Nam theo chúa Nguyễn. Con cháu họ Mạc đổi ra rất nhiều họ khác nhau. Sách Thế Phả ghi rõ là con của Mạc Đăng Doanh, em của Mạc Kính Điển, là Mạc Cảnh Huống đã vào Nam theo Nguyễn Hoàng. Sau con của Mạc Cảnh Huống là Mạc Cảnh Vinh đổi thành Nguyễn Hữu Vinh. Không những chỉ một họ Nguyễn, họ Mạc đổi thành hàng chục họ khác nhau bằng cách lấy họ Lê, họ Hoàng, họ Phạm, họ Thái, họ Đoàn, họ Lều, họ Bế, họ Ma, họ Hà, họ Vũ, họ Thạch và ghi thêm bộ thảo ở trên đầu các chữ đó để làm dấu đó là họ Mạc. Và theo các nhà nghiên cứu lịch sử thì những họ bây giờ ở các địa phương này chính là nguồn gốc họ Mạc. Đó là họ Thái ở Nghệ An, họ Phạm ở Nam Định, họ Lều, họ Thạch ở Hà Nội, họ Hà, họ Vũ ở Thái Bình, họ Hoa ở Hải Phòng, họ Bế, họ Ma ở Cao Bằng, họ Đoàn ở Bắc Giang, họ Nguyễn ở Hà Nội và Thái Bình. Tất nhiên không phải toàn bộ dòng họ mà chỉ là một phần mà thôi. Cũng theo đó, họ Mạc còn đổi họ bằng cách giữ chữ Đăng ở trong tên Mạc Đăng Dung, vua Thái Tổ triều Mạc, làm chữ lót, hình thành các họ như Lê Đăng, Hoàng Đăng, Phạm Đăng, Phan Đăng, Thạch Đăng, Bùi Đăng đều là gốc họ Mạc. Qua ba cuộc đổi họ trên đây, lý do chính đưa ra việc đổi họ là do tổ tiên các họ này đã lên nắm chính quyền, lập triều đại sau khi bị truất phế và bị nghi ngờ nên con cháu bắt buộc phải đổi họ. Ngược lại, trong lịch sử nước ta, có một dòng họ lớn từ thời Ngô Quyền lập quốc đến nay không thay đổi mà mỗi ngày một phát triển, hưng thịnh. Đó là họ Nguyễn Phúc ở Gia Miêu, Ngoại Trang, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm cực thịnh của họ Nguyễn Phúc là việc lên ngôi năm 1802 của Nguyễn Phúc Ánh, tức là Gia Long, đóng đô tại Phú Xuân, Huế, cai trị một đất nước rộng lớn so với các triều đại trước, từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Theo thống kê, hiện nay cứ trung bình 3 người Việt Nam thì có một người mang họ Nguyễn.